Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, kính thưa ban trị sự, ban tổ chức cùng tất cả quý vị đồng đạo thân mến. Theo dấu chân thầy lần 87, căn cứ luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảng đạo, truyền đạo tại nơi cơ sở làm việc ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo. Căn cứ với hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chương trình đạo sự của ban trị sự Trung ương, được sự thống nhất của chính quyền địa phương và Ủy ban Nhân dân huyện Tịnh Biên cho phép ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo tổ chức thuyết giảng giáo lý theo nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, để hiểu biết tu hành đúng theo tôn chỉ giáo lý, giới luật và pháp luật của nhà nước. Được sự chấp thuận và sự phân công giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý Trung ương, hôm nay chúng ta long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên đảm trách, đó là lý do buổi thuyết giảng hôm nay đề nghị hoan nghênh. Tiếp theo chương trình đến giới thiệu thành phần tham dự hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Mai Thiện Hòa, đại diện cho ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, là giáo lý viên.
xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Trọng Tính, đại diện cho Mạnh Thường Quân, phó ban tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý đêm nay. Tiếp theo chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị quan khách, ông bà, cô bác, anh chị em đồng đạo gần xa đến tham dự buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay, đề nghị hoan nghênh chung. Tiếp theo chương trình, đến phần nghi thức khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý, chúng tôi xin mạn phép kính mời quý vị quan khách và quý vị đồng đạo đứng lên, hướng về vị trí, một phút trang nghiêm, kính lễ Đức Phật, kính. Thôi. Kính lễ Đức Thầy, kính. Dạ xong. Kính mời quý vị an tọa. Chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu kính mời ông Huỳnh Trọng Tính, phó ban tổ chức chương trình, đến diễn đàn đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Và nhận thấy ông đang kính lễ và chào quan khách đồng đạo, xin hoan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể chư quý đồng đạo kính mến. Kính thưa quý vị, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ai ai cũng hiểu rằng trong Tam Bảo, Pháp Bảo được liệt vào hàng thứ hai tối quan trọng sau Phật Bảo. Pháp có được phổ truyền thì nền đạo mới tồn tại, con người mới hiểu biết được những điều thiện ác, nhân quả, tu sửa, sát thân, hướng thiện cho tâm hồn. Thế nên, việc truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là điều hết sức cần thiết. Bởi lẽ, nó vừa làm lợi cho con người và xã hội cả hai mặt, đời, đạo. Để thực hiện theo lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ, cả tiếng kêu cùng khắp chư Tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Và phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy. Được sự chấp thuận của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và sự cho phép của chính quyền địa phương, hôm nay Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo rất hân hoan được tổ chức buổi lễ thuyết giảng giáo lý do vị giáo lý viên của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương Mai Thiện Hòa bình giảng 4 câu của Đức Thầy đáp quả với ông Phan Châu Bá Long Xuyên: đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ Thầy rước lại non bồng. Ước mong nguồn suối pháp của Tổ Thầy sẽ thấm nhuần vào tâm hồn của bà con đồng đạo, để mỗi người nhận ra rằng bổn phận của mình phải làm gì trong kiếp sống, và vững bước trên con đường tu hành hướng thiện, đi đến con đường giải thoát cho thân tâm. Kính chúc quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương và quý quan khách dồi dào sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Kính chúc quý vị đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung. Đến đây, tôi xin tuyên bố khai mạc buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, cũng là chương trình theo dấu chân Thầy lần thứ 87 tại địa điểm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo. Xin trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn ông Huỳnh Trọng Tính đọc xong bài diễn văn khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý đêm nay. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng đạo Nguyễn Văn Quế đến diễn đàn đọc lại bài Lời Khuyên Bổn Đạo. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi thành kính đọc lại bài Lời Khuyên Bổn Đạo của Đức Thầy. Lời khuyên bổn đạo: khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì rứt bỏ,
và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn luân lý, tam can, ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gổ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ, xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý. Vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rách, tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh, tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Xin nhà chân thành cảm ơn đồng đạo Nguyễn Nhân Quế vừa đọc xong bài lời khuyên bổn đạo. Để tiếp theo chương trình buổi thuyết giảng giáo lý đêm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu độc giảng viên Võ Thị Phượng đến diễn đàn diễn ngâm một đoạn trong bài Dặn Dò Bổn Đạo mà Đức Thầy đã sáng tác tại Hòa Hảo lối tháng 2 năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Sớm phía bá tánh nghe cần chuyên, nghe lời dạy bảo cảnh tiên vừa kề. Ít nghe lâu ta cũng nghe trở về, khuyên cùng bốn đạo chớ hề lãng sao nhớ. Trì lòng chớ khá đúng nào, từ nay nhân vật mòn hao lần lần. Mấy lời dạy bảo ân cần,
bốn đạo xa gần, nghĩ càng mới hay. Tu trì nguyện ước nghi cầu mai, thường muốn hồi phục là ngày an cư. Học câu nghi xã đại từ, nói gương nghĩa sĩ giả tư chớ gần. Bốn nam nghi tàu bắc tàu tầng, chúng sanh rạng nhớ thì gần cùng nghi ta. Xác trần ta đã rời xa, ba già ở lại vậy mà bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn đồng đạo vừa diễn âm xong một đoạn trong bài dặn dò bổn đạo. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình đến phần thuyết giảng giáo lý. Phần này do giáo lý viên của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương đảm trách. Thưa quý vị, đêm nay chúng ta có được cái nhân duyên và gặp gỡ được giáo lý viên là Mai Thiện Hòa đến đây để chia sẻ cùng chúng ta qua bốn câu. Đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy rước lại non bồng. Vậy chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức của chương trình thuyết giảng giáo lý, xin trân trọng kính mời và giới thiệu giáo lý viên Mai Thiện Hòa đến diễn đàn để trình bày qua bốn câu vừa giới thiệu qua. Xin trân trọng kính mời ông. Và nhận thấy ông đang kính lễ Đức Phật, Đức Thầy và chào quan khách đồng đạo, đề nghị quan nghinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện Đảng chánh quyền địa phương và kính thưa giáo lý viên Trung ương Huỳnh Văn Đức, kính thưa giáo lý viên Trung ương Nguyễn Văn Đức, kính thưa ông Huỳnh Trọng Tính là đại diện Mạnh Thường Quân là phó ban tổ chức mỗi tháng 2 ngày và ngày 29 mỗi tháng. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em đồng đạo nam nữ thân mến, và hôm nay tôi được Ban Trị sự Trung ương Ban Phổ truyền phân công cho tôi trở về đây để được gặp gỡ bà con với mái đạo tràng nồng nhiệt này. Chúng tôi rất là vui mừng được gặp gỡ bà con. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, và trước khi trình bày lời nói đầu tiên của tôi, xin gửi đến quý vị là lời chào mừng thăm hỏi, vấn an sức khỏe và thể hiện với tinh thần đại đoàn kết thân thương sâu đậm nhất. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, qua đề tài hôm nay mà Sứ Ngôn Viên đã giới thiệu, đó là hôm nay tôi trao đổi qua bốn câu mà Đức Thầy đáp quả cho ông Phan Châu Bá. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, để đi sâu vào cái đề tài hôm nay, và tôi xin đọc một đoạn văn trong bài Tu Thân Sự Kỷ mà Đức Thầy đã dạy. Đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đảo rồi vội vàng tu theo mối đạo ấy, mà lúc đó ta chưa hiểu cái giáo lý ấy như thế nào. Và cũng đừng thấy ai thờ Phật rồi vội vã lập bàn thờ Phật, mà lúc đó ta chưa hiểu ông Phật như thế nào. Vì sao ta thờ kính Đức Phật? Nếu tu như thế, thờ Phật như thế, thì càng tu càng thờ bao nhiêu thì càng tỏ ra cho thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu. Đó cũng là cái đích để cho người
vô đạo lấy đó mà bài bác nhạo chê, đó là một điều hết sức quan trọng. Cho nên chính vì vậy mà hôm nay tôi muốn nhắc nhở có hai ý trong cái đoạn giảng tôi đã đọc vừa qua. Ý thứ nhất là chúng ta quy y với ông Phật nào là chúng ta cần phải biết rạch ròi rõ ràng ông Phật đó. Và trong kinh Phật gọi là Phật nhi bất tri tự dị tính Phật kỳ tội thượng quá ư bán Phật giả. Có nghĩa là không biết Phật mà bảo rằng tin Phật thì tội ấy còn hơn quỷ bán Phật. Hay là không biết ta mà bảo rằng tin ta thì tội ấy còn hơn quỷ bán ta. Chính vì vậy mà hôm nay tôi cùng quý vị sẽ được gặp gỡ để chúng ta thấu đạt được là cái ông Phật mà mình quy y như thế nào. Và ý thứ hai là chúng ta quy y với một tôn giáo thì cần phải hiểu rõ được cái giáo lý của một tôn giáo đó, mà tôi muốn nói là tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Bởi vì Đức Thầy chúng ta cho biết ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo Pháp, không riêng về nước Việt Nam mà đi khắp hạ giới luôn truyền khai đạo Pháp, thể hiện nhiều thân để mà truyền bá. Cho nên vì vậy mà Đức Thầy chúng ta khi mà dâng năm lệnh xong rồi, mà tôi muốn nhắc lại cái ông này gọi là ông Lương Văn Tốt, là người ở xã Mỹ Hội Đông, gần xã Nhân Mỹ của tôi. Và ông có đặt một bài thơ và hỏi Đức Thầy: Mộ đạo ơn trên chưa hiểu danh, xin ông phân cạn chúng nghe rành. 3000 thế giới ai là chủ, mở lượng từ bi dạy chúng sanh. Lúc bấy giờ Đức Thầy trả lời: dân lệnh Phật Tôn chưa hiểu danh, ngặt gì pháp lực khó phân rành. Càn khôn muốn biết ai là chủ, tu hành theo dõi đến mây xanh là biết liền. Như vậy thì câu này Đức Thầy cho biết rằng là tại sao mà Ngài ra đời dạy đạo không xưng Phật Di Lặc tái sinh trở lại, là tại vì dân lệnh Phật Tôn chưa hiểu danh, Ngài cho biết là chưa có danh hiệu, là tại vì ngặt vì pháp lực khó phân rành, vì pháp lực không cho phép Ngài xưng danh hiệu chính thức. Cho nên vì vậy mà Ngài xưng danh hiệu nửa tiên nửa tục, hoặc là xưng khùng xưng đen. Cho nên vì vậy mà lúc này Ngài còn đang ẩn. Do vậy mà chúng ta biết được cái giáo lý của Đức Thầy Ngài đã lộ cho chúng ta thấy, thì chúng ta nói lên để tôi cùng quý vị tin sâu nguyện thiết. Do đó mà sau khi Ngài dâng lệnh xong 3 cái lệnh rồi, Ngài dâng chỉ đáo lai trần thế, cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã thờ tờ qua thần hạ bút, hay là mượn sắc huỳnh danh thanh sắc trẻ, chờ Ngài thiên đỉnh thuyết hùng ca. Đó, khi nào mà chúng ta biết được lời Thầy chỉ dạy rồi, miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai, hay là phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Nghĩa là tay trống là tay quánh trống, là tay viết giảng kinh, là miệng thổi kèn, tức là miệng nói pháp. Ý nó vậy, gọi là phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Mà hôm nay chúng ta cũng nói gót theo, bổn phận chúng ta phải nói theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ được minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, là cái bổn phận của người tín đồ. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vì vậy mà chúng ta là vừa qua trao đổi qua cái vấn đề mà một ông Phật mình ra đời, để chúng ta biết, chúng ta tin một cách chắc chắn. Mà lúc Đức Thầy còn ở nhà là Đức Thầy là mới mở đạo đó, dẫn Đức ông đi ở núi Tà Lơn, núi Cấm xong. Và khi dẫn về tới nhà rồi, Đức ông mới la lên nói: bà con ơi, gặp vàng thiệt rồi. Vậy thì hôm nay mình gặp vàng thiệt rồi, cô bác anh chị em, là Phật thiệt rồi. Đó, Phật thiệt rồi. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, bây giờ vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta cần quy y ở một tôn giáo nào thì phải biết tôn giáo đó. Vậy thì tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo mà Đức Thầy dạy chúng ta hôm nay, mà dạy cho tín đồ, nghĩa là những cái miếng đặc biệt, những cái là cách tu đặc biệt để chúng ta giải quyết thời kỳ hậu quân mặt pháp này, và thời kỳ
căn cơ là phước mỏng nghiệp dày. Cho nên vì vậy mà chúng ta hôm nay là được Đức Thầy dạy cái miếng thế bằng cách là phương tiện mượn cái câu chuyện của ông Phan Châu Á mà Ngài viết ra một bài giảng để dạy cho chúng ta hôm nay. Vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng là ông Phan Châu Á đã quy y với Đức Thầy rồi, và ông tới lui được nghe Đức Thầy thuyết pháp. Và Đức Thầy á, Ngài thuyết ở trong cái quyển năm đó cho biết rằng ta bà khổ, ta bà lâm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh xen báo nạt mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Vậy thì ông Quan Châu Bá được nghe Đức Thầy giới thiệu này quá mừng, nghĩa là không khổ mà sẽ đi đến cái cảnh vui này, cảnh cực lạc này, mà muốn về thì lại câu khác Đức Thầy nói nữa: tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Vì thì muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, muốn đứng ngồi tòa sen thì phải đền xong nợ thế. Chà, vấn đề này gắt lắm. Chà, cho nên vì vậy mà muốn đền cái nợ thế không phải là dễ. Nên ông mới viết 4 câu thơ. Là ông là người ở Long Xuyên, An Giang, và được diện kiến Đức Thầy ở tại Bạc Liêu. Và ông viết 4 câu thơ. Và hôm nay tôi sẽ đọc lại: tan bồng nở ấy trả sao xong, chí dốc từ bi cõi tất lòng, nhân đạo còn mang chưa xử trọn, nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Nội dung ông Phan Châu Bá than thở cho biết rằng là cái nợ tan bồng là trong đó là cái nợ ân đất nước. Ở đây tôi dịch mở ra cái dấu ngoặc để nói vấn đề là cái nợ tan bồng một chút. Cái tan bồng với tan là cây dâu làm cái cung, bồng là cây cỏ bồng làm cái tên. Vậy thì cái người Trung Hoa hồi xưa đó, nếu nhà nào mà có sanh người con trai thì bên đây là để cái cây cung làm bằng cái cây dâu, bên đây là làm cái tên đó, nghĩa là cái tên để treo lên đó. Thì cho biết rằng ai đi ngang qua thấy cái nhà này có con trai để bảo vệ đất nước đó. Mà ông than thở nói rằng là đất nước Việt Nam chúng ta, ông đã là người kháng Pháp bảo vệ đất nước, mà chuyện này là một việc trong 4 việc mà còn chưa xong, vậy thì làm sao mà mình giải thoát được. Ý hai, ông cho biết rằng nghĩa là cái nhân đạo còn mang chưa sửa trọn, rồi nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng đấy. Thôi bây giờ nhờ Đức Thầy quá giải và Đức Thầy hướng dẫn, Đức Thầy chỉ dạy để cho ông nắm đặng mà ông tu cho nó được là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và hôm nay tôi cùng quý vị sẽ được gặp gỡ và trao đổi cái bài học này, là cái bài học là ngàn vàng, là bài học này có thể để chúng ta nhớ đời và chúng ta thực hiện theo bài học này. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, bắt đầu Đức Thầy đáp quả: đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ Thầy rước lại non bồng. Non bồng tiên Phật xót nhân sinh, trí huệ trao dồi kháng kệ kinh, an phận hơn bề danh lợi tạm, tề gia trung hiếu dạng thân mình. Vậy thì cái nội dung của cái bài này Đức Thầy cho biết rằng ông Quan Châu Bá cũng như tín đồ, nghĩa là đừng có nghĩ rằng và cái nợ, cái ân nợ và nghiệp nợ này đừng có sợ và cố gắng đi, rồi thực hiện và nghe theo Thầy chỉ dạy, nó sẽ thành công, sẽ được giảng sanh đó. Như vậy thì Đức Thầy cho biết rằng là nghe tôi dạy đây rồi sẽ thấy rõ và sẽ thực hiện theo đó mà làm. Và đồng thời nếu đi sâu chút nữa là 4 câu sau, tức là phải là học kinh sám đó. Rồi mình phải giữ trung hiếu, đó là nội dung của cái bài mà Đức Thầy trả lời Phan Châu Bá 8 câu. Ở đây thì 8 câu này Đức Thầy viết theo cái lối văn dần là thể thất ngôn tứ cú đó. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì tôi cùng quý vị sẽ trao đổi từng câu một để nắm bắt cái lời Thầy chỉ dạy như thế nào cho ông Phan Châu Bá cùng tất cả tín đồ chúng ta tu biết cách như đương biết đát, đương đát rành đặng giữa xe lon. Vậy thì bây giờ cái này cũng là một cái bài học là cách tu giải thoát
chắc chắn không sai, và Đức Thầy lấy ông Phan Châu Bá làm một tiêu biểu để dạy cho tín đồ mình nương theo đó mà thực hiện là tất nhiên sẽ được giải thoát. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, bây giờ tôi trao đổi cùng quý vị về phần câu thứ nhất. Đức Thầy dạy là đành rằng nợ thế trả chưa xong. Bởi vì ở đây có danh từ là nợ thế, và tôi sẽ định nghĩa, và danh từ chưa xong. Nợ thế là nợ đời, hay còn gọi là nợ trần, mà nợ chúng sanh đã gây, đã tạo và đã nương nhờ ân nợ và nghiệp nợ. Đền nợ thế nghĩa ân trọn vẹn, cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia. Như vậy thì bây giờ cái chưa xong là không rồi, không xong rồi quý vị ơi, không xong rồi, phải không? Mà cái câu này Đức Thầy nói rằng là đành rằng nợ thế không có xong, không có rồi, nhưng đừng sợ không giải thoát, mà tôi sẽ chỉ, tức là Đức Thầy sẽ chỉ cho ông Phan Châu Bá và chỉ luôn tất cả tín đồ chúng ta đó. Bây giờ cái câu thứ hai, thứ ba là Đức Thầy dạy miếng thế cho chúng ta. Cái chỗ này là quan trọng mà chúng ta phải thực hiện. Và bây giờ tôi cùng quý vị sẽ nghiên cứu lại coi, và cái nợ thế này nó như thế nào mà nó khó khăn dữ vậy. Gồm có ân nợ và nghiệp nợ. Ân nợ là nợ tứ ân. Một là ân tổ tiên cha mẹ, hai là ân đất nước, ba là ân tam bảo, bốn là ân đồng bào và nhân loại. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu coi bốn ân này mình có thể tu để là mình tự để là điêu luyện để mà trả ơn bốn ân này được không? Khó lắm quý vị. Đức Thầy không khai thác, không chỉ dẫn, chúng ta khó giải quyết được. Nội cái ân tổ tiên cha mẹ thôi, trong kinh cho biết đó là vai trái cổng cha, vai mặt cổng mẹ, quanh hòn núi tu di trải trăm ngàn kiếp, ân kia chưa rồi. Thấy chưa? Như vậy thì làm sao cho rồi, mà phải chỉ nghe lời Thầy chỉ dạy mới rồi. Kính thưa quý vị, đó là cái ân tổ tiên cha mẹ, rồi ân đất nước, rồi ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại là bốn ân. Nhưng tôi sẽ cắt bớt đi, quý vị nghiên cứu thêm về vấn đề là tứ ân này. Rồi thứ đến là nghiệp nợ, là cái nợ tam nghiệp. Cái nợ tam nghiệp tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Như vậy thì cái thân nghiệp này nó tạo ra những cái tội lỗi gì mà chúng ta coi kỹ lại coi mình có giải quyết xong chưa. Vậy thì cái thân nghiệp này nó tạo ra sát sanh, đạo tạc, tà dâm. Nếu ai còn sát sanh, ai còn đạo tạc, ai còn tà dâm thì chúng ta hãy tu sửa lại. Thứ hai nữa là khẩu nghiệp, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, dụng ngữ. Nghĩa là chúng ta hãy kiểm điểm lại coi, lưỡng thiệt là hai lưỡi, ỷ ngôn là ỷ lời nói, ác khẩu là lời nói ác đức, giọng ngữ là thiêu thùa quyến hoặc. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy kiểm điểm cái miệng mình coi, hằng ngày mà mình có giải quyết được phần nào chưa, hay là chúng ta là hơi là dễ gây ra cái tội lỗi đó. Khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết, cho nên Đức Thầy cho biết rằng là khẩu nghiệp nó rất là nặng. Do vậy mà người tu mà chúng ta không giải quyết được cái vấn đề mà cái khẩu nghiệp thì rất là khổ. Ở đây tôi thấy thì bà con đồng đạo phụ nữ nhiều, cho nên tôi ví dụ một cái. Bây giờ chúng ta tội vô tình cái khẩu nghiệp thôi à, đa số thì quý bà thôi đó, thì là có con rồi sanh con nuôi từ nhỏ đến lớn. Mà khi mà con nó trọng rồi, nó đi ra đường, nó đi mà chơi cu ly, bắn dây thun gì đó, mà kêu nó không về, nó mê chơi đó. Cái nếu con trai nó, ông nội ơi, ông nội, ông về đây, tôi đập cho ông chết luôn cho rồi đi, kêu mà về đập ông nội, không phải giờ, không phải đập con mình, hay không? Còn con gái thì bà nội ơi, bà nội về đây, tôi chém đầu bà cho rồi. Ai thở nay dám chém đầu bà nội mình, hay không? Thành thứ ra vô tình mà mình tạo tội không hay. Đó, thấy không? Cho nên đó là nói về là khẩu nghiệp. Rồi ý nghiệp. Ý nghiệp có nghĩa là mình nó coi coi mình còn tham lam của thế gian này không. Tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế, có tham không? Đó. Rồi có sân hận không?
nghĩa là mình có phiền não giận hờn chồng không, giận hờn đó là vợ không, giận hờn con cháu không, hay mình rửa xả chính đó là có giận rồi đó. Mà tham sân si mà còn là tất nhiên tu không giải thoát được đó. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vì vậy mà hãy kiểm tra lại mình còn tham, còn sân, còn vô minh mê si. Sở dĩ vô minh mê si là vì còn tham, còn sân. Và mình mê si nữa là tại vì mình thiếu học, thiếu nghiên cứu, thiếu tìm tòi, cho nên mình dễ bị mê si vô minh. Nên không biết được là mình không giác ngộ được à. Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy kiểm điểm lại rồi thì chúng ta nên tu sửa lần lần. Rồi bây giờ trở lại, nếu chúng ta hôm nay mình biết rằng là cái vấn đề ân nợ, nghiệp nợ rồi quá nặng rồi, mà Đức Thầy cũng xác nhận rồi, bây giờ phải làm sao đây? Rồi tôi cùng quý vị sẽ nghe Đức Thầy hướng dẫn thêm câu thứ hai, ý thứ nhất mà Ngài chỉ dạy. Đây là cái miếng thứ nhất mà Đức Thầy dạy, cái câu thứ hai. Mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Vậy thì bây giờ cái ý thứ nhất Đức Thầy dạy mình phải là ăn năn sửa lấy lòng. Vậy thì ăn năn là gì? Nó có một cái danh từ đặc biệt là ăn năn là nghĩa gì? Ăn năn là nghĩa của hai chữ sám hối trong kinh đã dạy. Vậy thì định nghĩa danh từ sám hối trong kinh thì sám hối là ăn năn giác ngộ, là người này có quy y với Tam Bảo, người này đã là biết được những việc tội phước, người này biết được ăn chay niệm Phật, làm lành giữ giới, là lo tu sửa chính, đó là người đã có ăn năn sám hối. Bởi vì nói kỹ lại là bà con chúng ta, nếu ai mà có biết được làm phước tức là người đã có ăn năn sám hối. Người nào mà có đi niệm Phật là người này cũng có biết ăn năn sám hối. Người nào có giữ giới tức là cũng là biết ăn năn sám hối. Đó, người nào có cúng lại sáng chiều cũng là ăn năn sám hối mà Đức Thầy có nói trong bài quy y. Bây giờ cái bài quy y Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần. Nam Mô Thập Phương Phật, Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Cửu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bãi Núi. Cảm ứng chứng minh Năm Non Bãi Núi ở trên này nghe không à, mình ở gần Năm Non Bãi Núi rồi đó. Chứng minh mình cái gì? Chư Thần chứng minh, rồi mở Thập Phương Phật, Thập Phương Pháp chứng minh, mà sáng chứng minh, chiều chứng minh. Đây, như vậy thì bắt đầu chứng minh mình nói, nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ. Như vậy thì bây giờ hôm nay nếu chúng ta thực hiện được một cái vấn đề sám hối ăn năn mà hứa hẹn làm cho đúng theo cái này là giải quyết được cái tội của mình, là cái tội gì? Đó là nghiệp nợ. Nghiệp nợ tức là mình đã hứa hẹn, mình đã làm lành lánh dữ là mình không còn phạm 10 điều ác. Có phải là mình nghe lời thầy dạy là giải quyết được vấn đề nghiệp nợ rồi đó? Thấy không? Vô cái chỗ này khâu rồi, thấy không? Bây giờ thứ hai, bây giờ mình muốn đền ơn cho tứ ân phải làm sao? Vì cái là nợ thế vừa qua mình trao đổi câu thứ nhất đó. Vậy thì muốn đền đáp tứ ân thì Đức Thầy dạy thêm cái bài ngũ nguyện. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên hoa hải hội, thượng Phật từ bi Phật dương độ chúng thế giới bình an. Chúng là chúng sinh, từ loài người đến loài vật, từ ở trong nước đến ngoài nước. Nghĩa là tất cả ai là người chúng sinh thì mình cầu nguyện hết. Đó là phải là ân đồng bào hoặc là ân nhân loại luôn. Thấy không? Đó hai ân rồi phải không? À, bây giờ cái câu thứ hai, Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Đây là mình đền ơn cái gì? Ân tổ tiên cha mẹ, phải không? Đó, như vậy là cũng thêm một ân nữa rồi. Bây giờ thứ đến là Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Tự Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Đó, như vậy là bá tánh vạn dân là trăm họ hay là chúng sanh gì cũng sẽ được là hết mê ly, là có lòng rộng lớn lo tu hành. Trong đó nó gồm có là ba ân rồi. Giờ thứ tư là ân Tam Bảo. Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Dày Đắc Đạo Quả. Người nào muốn đền ơn Tam Bảo là tất nhiên chúng ta cần phải là nghe lời thầy dạy và phải giữ giới luật, tu hành chân chính
và đem giáo pháp này cho người gần kẻ xa đều tu với mình, thì đó là mình đã thực hiện về vấn đề đền ơn, ơn Tam Bảo, ơn Thầy Tổ. Bởi vì trong kinh Phật gọi là các con muốn đền ơn ta ư, thì giáo pháp của ta đó các con hãy cố mà học đi, gắn mà hành đi, quyết mà truyền đi, thì mọi sự cúng dường tán Phật không bằng đem giáo pháp của ta ra mà quảng bá. Như vậy thì ai là muốn đền ơn ân Tam Bảo là chúng ta cần phải giữ gìn đúng lời Thầy và giữ đúng giới luật, là lo hành đạo làm cho sáng danh đạo, rạng danh Thầy. Như vậy là mình mới đền ơn Tam Bảo. À, rồi bây giờ mình là không giữ giới, rồi mình nam nữ, rồi mình làm lu bu, rồi làm đen tối đó, rồi thành thử ra có phải là có rạng danh Thầy được không? Chắc là làm bị đen tối, bị mờ lu. Cho nên cái tội cũng là rất lớn. Vì vậy mà hôm nay chúng ta nên thực hiện qua vấn đề là người tín đồ quy y thì phải làm y, làm đúng theo lời Thầy chỉ dạy, và đem giáo pháp truyền bá từ trong nước đến ngoài nước để cho tất cả chúng sanh đều tu hành. Đó, kính thưa toàn thể chư đồng đạo, bây giờ ở đây nói vấn đề là sám hối ăn năn. Chúng ta đã cúng lại cái bài quy y là giải quyết được gì? Ý thứ nhất là giải quyết được vấn đề nghiệp nợ là bài quy y. Cái bài thứ hai là ngũ nguyện, là chúng ta đã giải quyết được vấn đề ân nợ. Đó, vừa qua chúng ta chỉ có là một cái câu thứ hai. Ý thứ nhất là giải quyết dường như nó cũng muốn gần xón xém rồi, thấy không? Cũng gần muốn thành công rồi mà chưa, nó còn tích trữ nhiều đời đó, nó còn tích trữ nhiều năm mà mình đã bị phạm đó. Cho nên vì vậy mà bây giờ chúng ta nên hiểu nghĩa là phải thực hiện câu thứ ba là ý thứ hai nữa, nó mới thành tựu viên mãn. Nhưng mà ở đây chúng ta hãy trao đổi về vấn đề cái ý thứ nhất và câu thứ hai này. Cái sám hối này thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm ở trong giáo lý của Đức Thầy dạy. Sám hối ăn năn gồm có là sự tướng và lý tánh, tức là chúng ta là ăn năn về tướng và ăn năn trở về tâm. Bây giờ ở đây nếu nói về tướng, Đức Thầy đã dạy như thế nào? Ai mà xét đến ăn năn, hoài đầu hướng thiện, bằng tăng giúp giùm, đó là hình tướng. Nói về tâm thì Đức Thầy nói chữ tự hối nào đâu có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành, đó là sửa về tâm. Như vậy thì bây giờ kết luận kỹ lại, vừa qua chúng ta đã là có cúng lại, có niệm Phật, có ăn chay, có giữ giới và có làm phước, đó là mình vừa qua thực hiện về sám hối về tướng thôi quý vị. Nên nhớ chỗ tướng. Nếu người nào mà chúng ta tu tướng mà hoàn chỉnh rồi thì chúng ta sẽ chuyển trở về tâm, nó mới thành tựu viên mãn. Tức là giữa tướng và tâm nó là thông đồng với nhau, không thể thiếu một được. Sắc không không sắc chớ lìa xa. Cho nên vì vậy mà bây giờ hôm nay chúng ta nói qua vấn đề này, muốn biết được cái tướng mà thực hiện, không thực hiện về tâm thì chưa bao giờ đạt được. Giờ xin kể câu chuyện. Xưa kia trong đó là câu chuyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, tiền thân có kể lại là cái ông chàng vô não. Cái ông chàng vô não này đó, là một hôm đó, ông nghe được nhiều người, nghe được Phật, nghe được nhiều người giới thiệu, nghĩa là ai mà tu mà thành ông Phật nghe là nó sung sướng, nó khỏe lắm, nó không bị lưng ngồi sanh tử, nó không còn bị khổ ở trong ta bà nữa. Đó, cho nên làm ông Phật đó, là ý dường như ông chàng vô não thấy cũng thích, cũng mến. Đó. Nhưng mà cái đó thì chẳng khác nào như hôm nay mình đã nghe Đức Thầy giới thiệu Tây Phương Cực Lạc, mình cũng mến, cũng thích, thấy không? Cho nên cái mến này nó cũng giống mường tượng như ông chàng vô não. Và sau khi ông bắt đầu, ông mới đi tìm một ông thầy mà quy y. Nhưng mà rủi thay, quy y trúng cái phái Bà La Môn tà đạo. Cho nên ông phái Bà La Môn bảo rằng là ông muốn thành Phật cho mau lẹ, ông về giết 100 người, lấy 100 cái lóng tay đem xỏ, đem về đây, tôi chứng ông sẽ là thành ông Phật. Tèn ơi, nói về làm Phật là ham lắm, nói về giảng sanh thì cũng ham lắm, phải không? Nhưng mà vì thiếu trí, vì ông có tâm mà thiếu trí, cho nên đó là nó bị thất bại. Không có suy nghĩ là cái đó tội hay phước, nên ông sẽ thực hiện theo cái hoài bão của ông là để thành Phật.
Sau khi mà ông đi về á, bắt đầu ông đi guồng bắt người ta đó, giết, giết hết biết người ta, giết là liên tục, giết tới 99 người. Nói mau. Như vậy thì bây giờ, lúc bây giờ đó, 99 người rồi mà người ta nghe, người dân ở trong làng đó, nghe nói mà chàng vô não tới rồi, người ta hết hồn, hết vía, bắt đầu người ta làm cửa sắt hết rồi cô bác. Cửa sắt hết, nghĩa là không còn vô nữa được. Nên vì vậy mà kiếm một người không ra. Một bữa nọ ông mới cũng muốn thành Phật quá mà bây giờ kiếm không ra rồi, người ta trốn hoài, người ta đóng cửa hoài làm sao bây giờ. Rồi bữa nọ là đang ăn cơm với bà mẹ, nói mẹ ơi con cũng nôn thành Phật quá, con môn cũng nôn giảng sanh quá, nhưng mà bây giờ còn lóng tai nữa, bây giờ thôi mẹ hy sinh cái thân mạng của mẹ cho con, giết cái con lấy con tai nữa, con thành Phật. Tròn đét ơi, lúc bấy giờ bà mẹ hết hồn hết vía là bỏ chạy, ta nói sất bất sao ăn à, chạy hết biết rồi. Rồi bắt đầu là lúc bấy giờ là vì ông đã có cái tâm Phật nhưng mà thiếu trí thôi, thành ra ông bị lầm. Và nhờ có cái tâm Phật này mà Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ từ xa, ngài có lục thông thiên nhãn thông thiên nhĩ thông tha tâm thông túc mạng thông, giờ là thần túc thông, và ngài đã dùng thần thông ngài biết được cái chuyện này nó xảy ra là tất nhiên là ông sẽ phạm vào cái tội, muốn thành Phật mà phạm cái tội là đại bất hiếu, mà nếu đại bất hiếu phạm rồi thì coi như không bao giờ tu đắc quả thành Phật được. Cho nên Đức Phật thị hiện liền, thị hiện để độ ông là vì ông đã có tâm Phật. Lúc bây giờ khi thị hiện đến rồi thì ông rượt theo mẹ mà chưa tới đâu hết trơn, thì Đức Phật hiện kế bên rồi. Nó à hay quá, bây giờ mẹ mình nó sanh mình ra mà giết thì cũng tội nghiệp, nhưng mà có dịp ông Cù Đàm à, sẵn đây thôi rồi bắt ông Cù Đàm giết thì cũng được, giết ông lấy ngón tay nữa là xong, chứ khỏi cần giết mẹ, vì là bà mẹ mình nó sanh mình ra cho nên mình giết thì quá tội, phải không? Do vậy mà lúc bây giờ là ông mới rước ông Cù Đàm, nó mau là Đức Thích Ca Mâu Ni. Khi rước á, Đức Phật là đi lai rai thôi, mà ông thì co giò chạy hết mình, nhưng mà chạy cũng không kịp. Tức quá ông mới nói, này Cù Đàm kia, tôi thấy ông bỏ giò đi lai rai, còn tôi công giò chạy hết mình mà sao không kịp ông. Đức Phật nói, vì tâm ta đã định, cho nên vì vậy mà ông đã là tâm ông chưa định, ông còn phạm ác nên ông không thể nào gần ta được. Bây giờ ông phải bỏ cái ác của ông đi. Lúc bây giờ ông mới nói được rồi, thôi bỏ ác. Ông mới giác ngộ bên ngoài thôi, về hình tướng thôi, bắt đầu giục cái kiếm bỏ. Ông nói trong bụng đó, giục cái kiếm chứ còn cái tay này quánh ông Cù Đàm này cũng chết nữa, bắt đầu lấy ngón tay cũng được, tâm ông còn. Ông ở ngoài giác ngộ bỏ cái kiếm rồi, nhưng mà trong tâm này chưa bỏ. Rồi lúc bây giờ bắt đầu bỏ cái kiếm, dục rượt theo Đức Phật ông Cù Đàm. Khi mà chạy rượt theo mà chạy cũng không kịp nữa quý vị, chạy không kịp, nói mau. Rồi lúc bây giờ đó là ông mới hỏi thêm lần thứ hai, nói này Cù Đàm kia, tại sao mà ông bảo rằng tôi sẽ dục cái ác, cái kiếm này bỏ đi thì sẽ gần được ông, mà sao tôi dục rồi mà sao không được gần ông. Đó, lúc bây giờ thì Đức Phật mới nói, vì ông mới bỏ cái ác về hình tướng, ông ăn năn sám hối về tướng, nhưng mà cái tâm ông chưa sửa, tâm ông còn ác, tâm ông còn muốn giết, thấy không? Cho nên vì vậy mà bây giờ Đức Phật mới bảo rằng thôi ông hãy ăn năn trở về tâm đi, ông hãy sửa cái tâm tốt đi, thấy không? Thì ông sẽ gần tôi. Tàng ơi, nghe nói tới cái tâm trong tim đen của ông rồi, ông hết hồn hết vía, thôi nhờ Cù Đàm cho tôi được gần ông đi, rồi tôi quy y tu hành luôn, chứ tôi không dám làm những chuyện ác này, và tâm tôi sẽ là trở về quy y ông. Lúc bây giờ thành công là gần được Phật liền. Khi gần Phật thì Đức Phật mới dẫn về ở tỉnh xá và cho cạo đầu đắp y làm vị tỳ kheo. Kính thưa quý vị, sau khi mà đắp y làm tỳ kheo rồi, nói mau có một đợt là Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ dẫn 1250 đệ tử, và trong đó có là ông là chàng vô não đi theo cái đoàn này. Mà hôm nay có cái dịp mà Đức Phật biết rằng là hôm nay phải giải quyết vấn đề cái nghiệp của ông là chàng vô não này. Nói mau khi băng qua nhiều nước, đến cái nước của ông là
chàng vô não. Thì Đức Phật nó gặp có cái ông vua ở trong cái nước của chàng vô não đó, đi ngang. Đức Phật nói: này bệ hạ kia, ngươi hãy dừng lại cho ta hỏi thăm một chút. Lúc bấy giờ là ông vua mới dừng lại, thì Đức Phật mới hỏi tiếp: này bệ hạ kia, bây giờ tôi hỏi ông vậy, trong nước của ông, dân ông có thương không? Và nếu có làm sai, làm trật, làm ác, làm tội, ông có thể khoan hồng tha thứ được không? Lúc bây giờ thì ông vua nói: bây giờ nếu dân của tôi là tôi phải thương thôi, thương dân như con đỏ. Thứ hai là nếu biết giác ngộ, biết ăn năn sám hối thì tôi sẽ tha thứ được. Rồi Đức Phật mới hóa giải cho cái nghiệp của ông. Nói là: này chàng vô não kia, ngươi hãy lại đây, ta hóa giải chuyện này cho ngươi. Và hôm nay tôi cho là bệ hạ biết đó, là chàng vô não là trước kia đã giết 99 người, mà bệ hạ đang là cho tất cả quần thần đi truy lùng bắt ông chàng vô não. Nhưng mà ông đã vô trong tỉnh xá tu rồi, thành thử ra ông đi tìm bắt không có được. Do đó mà hôm nay ông ăn năn sám hối trong tỉnh xá rồi, với Phật rồi. Bây giờ thôi, bây giờ hôm nay có dịp này thôi, ông cũng hỷ xả, khoan dung tha thứ. Và chàng vô não hãy lợi sám hối ăn năn. Khi chàng vô não đến đó, lại sám hối ăn năn với ông vua xong, trở về tu thời gian không bao lâu, chứng đạo. Kính thưa quý vị, kết luận để nhận xét câu chuyện như thế này: nghĩa là cái ông mà chàng vô não là ông mới có về sám hối sửa về tướng thì ông chưa được gần Phật. Và sau khi ông đã quy y sám hối trở về tâm là ông sẽ được gần Phật. Vậy thì hôm nay đồng đạo tín đồ chúng ta vừa qua cũng có cúng lại, cũng có quy y, cũng có sám hối ăn năn, cũng có là niệm Phật, cũng có làm phước, nhưng mà tâm mình chưa sửa thì coi chừng không gần thầy được, không gần Phật được. Đó là tham sân si không còn. Nghĩa là tham sân si nếu chúng ta mà dứt được rồi thì tất nhiên chúng ta mới được gần thầy, gần Phật. Quý vị nhớ nha, tôi xin đề nghị bà con chúng ta nhớ cho tới về nhà đừng quên. Có nghĩa là nếu người tu mà chúng ta sám hối ăn năn, cúng lại nhiều, niệm Phật nhiều, rồi làm phước nhiều mà tham sân si không còn thì thôi, cái lúc này chưa gần thầy, gần Phật được. Cho nên chúng ta cần phải nhớ điểm này. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, chứ có nhiều người giới thiệu nói: Tràng ơi, tôi ăn chay 40-50 năm rồi đó nha, mà rốt cuộc tham sân si còn đầy, thấy không? Đó, rồi có người á là nói tôi cúng lại ngay răng rắc rồi nghe, không có ngày nào á là thiếu hết trơn rồi nghe, nhưng mà rốt cuộc cũng không sửa tâm nữa, thấy không? Coi như chuyện nào cũng có giữ có làm hết, mà hoàn toàn là tham sân si không còn, thì tất nhiên là chúng ta phải bị sa đọa mà thôi. Bởi vì tham sân si là tam độc chướng, là nó độc lắm, nó có thể nó giết người bằng cách chỗ là bị luân hồi sanh tử trong sáu đường lục đạo, không thể thoát ly được. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, như vậy thì bây giờ ở đây chúng ta muốn nói rằng là mình ăn năn sám hối như thế nào cho nó đúng. Có nhiều người đến chùa cúng lại sám hối ăn năn, nhưng mà đến chùa sám hối ăn năn đó mà khi sám hối rồi về không chịu sửa. Cái thứ hai mà lại chùa lại Phật mà cầu giái hay cầu cá nhân, hoặc là cầu chồng mình, hoặc vợ mình, hoặc con mình, hoặc là thi cho nó đỗ đạt gì đó, vân vân. Như vậy thì chúng ta cầu cái đó là cá nhân ích kỷ, cho nên cái sám hối ăn năn là chưa đạt. Cũng như quý vị nó có chồng hoặc có vợ hoặc có con, nghĩa là đi qua bên cái nhà thương đa khoa đi, cái nhà thương lớn đó, là lỡ chồng hoặc vợ hoặc con mà có đau bệnh hấp hối rồi đó, quý vị qua giá làm sao? Giá cho chồng mình, vợ mình, con mình cho hết bệnh. Đó là ích kỷ. Bây giờ chúng ta cần thấy đau khổ quá, cái người này hôi hớp, người kia hôi hớp, mà rất là nhiều người đau, rất là nhiều người. Bây giờ chúng ta phải có một cái đại nguyện lớn bằng cách là cầu nguyện trời Phật ban bố cho tất cả chúng sinh ở trong cái bệnh viện đa khoa này, tức là sẽ được hết bệnh hoặc bớt bệnh. À, cho nên mình cầu nguyện như vậy là mới đúng theo giống ý như chàng A-ca, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo,
Vậy thì bây giờ là cuộc sám hối, Đức Thầy than thở nghe, cuộc sám hối vô chùa thường thấy, làm gian lừa biết mấy nhiêu lần, thấy chúng sanh lường gạt thánh thần mà chua xót cho đời nguân hạ. Chữ tự hối nào đâu có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành. Như vậy thì Đức Thầy than thở vậy chứ, sáng cúng chiều cúng hứa vậy chứ, đôi khi còn quên, thấy không? Về rồi cúng rồi ban ngày cũng đi tranh đấu hơn thua, làm những chuyện tội lỗi không, thấy không? Chứ còn cái vấn đề cái người làm chân chính là rất ít, mà cái người phạm tội rất nhiều, mà hứa rất nhiều mà phạm tội rất nhiều, mà cái người chân chính lại là ít. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, cho nên vì vậy mà chúng ta nếu tu thật tâm thì được thảnh thơi, nếu tu giả dối thì sao? Thì lao thì lý. Kính thưa quý vị, cho nên chúng ta phải thận trọng về vấn đề sáng cúng hứa hẹn, chiều cúng hứa hẹn. Giống như ở bên đạo Phật đó, thì có cái lễ ngày rằm tháng 7 là cái ngày lễ Du Lan. Du Lan thứ nhất là Du Lan Bồn, Du Lan là báo hiếu, gọi là Du Lan đó là báo đáp tứ ân, rồi Du Lan là sám hối, tức là tự sám hối của mình. Vậy thì cái Du Lan đó thì ngoài ra Đức Thầy hồi xưa nói về Phật hồi xưa đó là dạy Du Lan nó còn lơi, là tại vì cái người hồi xưa là ít tội, mà thời Hạ Quân mạt pháp này là dãy đầy tội lỗi, cho nên Đức Thầy dạy sáng sám hối, chiều sám hối, sáng Du Lan, chiều Du Lan, liên tục như vậy là mới thành tựu viên mãn. Kính thưa quý vị, vì ở cái chỗ Đức Thầy biết được cái tâm tánh và cái mà cái nghiệp và cái tội lỗi, cái hạ nguyên của chúng sinh dãy đầy tràn trề, cho nên vì vậy mà phải dạy cho thúc mới được đó. Bây giờ lão lại thúc đò đưa qua bến giác dông to tới nhà Đức Thầy, lúc này thúc đò nghĩa là chiếc đò mà chạy bây giờ lên ga thúc bà con ráng tu mau tu lẹ, thấy không, gọi là thúc đò. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, tu kiếp nếu không có trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Bây giờ vừa qua là tôi đã trình bày qua về vấn đề là cái câu thứ hai là ý thứ nhất, Đức Thầy ý khuyên người tín đồ sáng cúng, chiều cúng, mà còn cái nữa là niệm Phật. Vậy thì cái câu thứ ba là ý thứ hai, Đức Thầy dạy tiếp tục. Đành rằng nợ thế trả chưa xong mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Này mình vô sâu nghe cô bác, hôm nay bà con chúng ta trúng ngay cái tủ rồi, trúng ngay trong cái là cái cách mà Đức Thầy đã dạy, trúng cách rồi. Bây giờ tu biết cách như đương biết đát, mà hôm nay mình đương đát rành đó, thì được giữa salon dạ. Cho nên vì vậy mà bây giờ cái câu đó là thứ ba là ý thứ hai, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Niệm là gì? Là tưởng nhớ. Mà tưởng nhớ hai chữ là đọc cho đủ là Nam Mô A Di Đà Phật, là tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa đó. Như vậy thì mình tưởng này là gọi là tưởng nhớ Phật, mà Phật nào? Phật A Di Đà. Mà không riêng Phật A Di Đà mà luôn cả là vô lượng chư Phật trong mười phương. Ở đây tôi định nghĩa danh từ Nam Mô A Di Đà Phật để xác định rõ ràng tôi cùng quý vị để tin sâu vào cái pháp môn tịnh độ này là quan trọng. Về pháp môn tịnh độ, chúng ta hôm nay đi trúng tủ, đi trúng bài bản, lời truyền sám như bài tán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Hôm nay quý vị tầm trúng bài rồi, thấy không, được hưởng nhờ. Vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Nếu nói danh từ Nam Mô, Nam Mô là quy mạng kính lễ quy y cứu ngã độ ngã, nghĩa là mình niệm tới cái danh từ Nam Mô là tất nhiên là mình đã có kính lễ, có quy y, có mong cầu là chư Phật cứu độ và tiếp độ. Nói chung giờ tiếp tục A Di Đà, chữ A là vô, Di Đà là lượng, A Di Đà là vô lượng. Mà vô lượng gì? Phật. Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sinh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hải. Không riêng về Phật A Di Đà mà luôn là vô lượng chư Phật. Vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật, ai mà niệm được một tiếng Phật này là tất nhiên là mình có quy y, có tôn kính, có kính lễ và có mong cầu
vô lượng ông Phật trong mười phương, trong đó có Đức Phật A Di Đà để cứu độ tiếp độ. Quý vị thấy không? Nghĩa là chúng ta niệm một tiếng Phật mà niệm là cả vô lượng chư Phật, chứ không phải là tầm thường. Cho nên cái câu niệm này rất là quý báu. Nếu ai là biết niệm, nếu ai là người cố gắng mà đi đứng nằm ngồi, chúng ta ráng lo. Vì cái pháp môn niệm Phật này, quý vị nghe qua về pháp môn tịnh độ là phải nắm rõ hơn. Vậy thì bây giờ cái người mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái thứ nhất là niệm Phật là để mong cầu là tha lực của Phật A Di Đà tiếp độ. Thứ hai là niệm Phật là để gieo duyên với vô lượng ông Phật trong mười phương tiếp độ. Thứ ba, niệm Phật là để mình sẽ hưởng được cái phước vô lượng. Thứ tư là niệm Phật để tiêu tan chướng nghiệp đó. Rồi thứ năm là niệm Phật diệt vọng tâm để đạt đến chỗ là bản lai thanh tịnh, đó là đạt đến chỗ rốt ráo. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, bây giờ giải sơ lại. Bây giờ niệm Phật là để mong cầu Đức Phật A Di Đà tiếp độ là sao? Là vì Ngài có phát thệ 48 lời đại nguyện, nhất là cái nguyện 18. Nếu một chúng sanh nào nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà mà niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, hay là từ một ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, đến khi lâm chung thì Ngài cùng tất cả thánh chúng đến để tiếp độ cái người niệm này về Tây Phương Cực Lạc để cùng hưởng với chư Phật. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, cho nên vì vậy mà hôm nay chúng ta muốn, cái ý thứ nhất là niệm Phật để mong cầu Phật A Di Đà. Cái ý thứ hai, niệm Phật là để gieo duyên với vô lượng ông Phật trong mười phương tiếp độ. Là bởi vì cái ông Phật mười phương này, nghĩa là đồng thinh niệm Phật của Thái Ương chẳng còn. Cho nên vì vậy mà chúng ta niệm Phật một tiếng là niệm Phật mà gây lấy thiện duyên cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Vì chúng ta niệm Phật là để gieo duyên với vô lượng ông Phật, và niệm Phật là để mong cầu Phật A Di Đà tiếp độ. Đó là hai ý đó. Bây giờ niệm Phật để mong cầu mà hưởng phước vô lượng là tại sao? Tại sao mà hưởng được vô lượng? Cái chỗ này chúng ta cần phải dạch một chút. Bởi vì chúng ta niệm một tiếng Phật thì là vô lượng ông Phật và Đức Phật A Di Đà nhiếp độ. Mỗi một ông nhiếp độ thì mình có hưởng chút phước, mà nhiều ông nhiếp độ là mình sẽ được hưởng nhiều phước. Mà vô lượng ông Phật trong mười phương nhiếp độ hoài hoài như vậy thì mình sẽ hưởng được phước là vô lượng. Niệm một tiếng Phật là phước sanh vô lượng. Lễ Phật lễ, lễ Phật một lễ là tội diệt hàng xa. Và đồng thời Đức Thầy cho biết là cứu khổ Nam Mô vô lượng phước diệt nàng tu rỉ hữu thiền kinh. Cho nên cái người mà niệm Phật là sẽ hưởng được cái phước vô lượng là ở chỗ đó. Với mình gieo duyên với vô lượng ông Phật, tưởng Phật là Phật, tưởng lòng mình, tưởng trời thời cũng độ tình thông minh. Vậy thì mình niệm tưởng các ngài là các ngài tưởng lợi mình đó. Cho nên vì vậy mà các ngài tưởng lợi là mình có chút phước, mà vô lượng ông Phật thì mình được hưởng vô lượng phước. Quý vị thấy không? Cho nên nó quan trọng mà bà con hôm nay, chiều nay quý vị sẽ hưởng vô lượng phước nhiều hơn tôi. Là tại vì tôi đi còn mệt mỏi đồ kia còn quên, thấy không? Thành thử ra quý vị hôm nay là quý vị sẽ là niệm được nhiều hơn và sẽ hưởng được phước vô lượng hơn. Và trong kinh A Di Đà sớ sao cho biết rằng là nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhất thinh năng diệt bất thập ức kiếp sanh tử trong tội. Có nghĩa là nhược bằng một thiện nam hoặc tín nữ nào chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ tiêu diệt được 8 muôn ức kiếp trọng tội. Như vậy có phải là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp không? Đó, thiền từ thầy rước lại non bồng. Đó là câu thứ 3, thứ 4. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, cho nên vì vậy mà nhân duyên này là phương tiện này, có dịp này mà tôi để gợi ý nhắc nhở bà con đã thực hiện rồi. Nhưng mà hôm nay mình tinh tấn hơn, niệm nhiều hơn là để cho nó đạt kết quả tốt hơn. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì bây giờ ở đây là Đức Phật A Di Đà với vô lượng chư Phật đang trông đợi chúng sanh. Nếu có niệm Phật là Ngài tiếp độ liền, chứ không phải tầm thường. Bởi vì ở Tây Phương chư Phật ngóng trông chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Hôm nay mình rủ nhau ở chỗ này, phải không? Rủ nhau niệm Phật là đúng ra, đúng theo lời Thầy chỉ dạy rồi. Đó. Giờ thứ hai nữa là A-di-đà nhìn xem khắp cõi
đặng trông chờ, đang trông chờ mình đó quý vị, đang trông chờ mong mỏi chúng sanh, mong mỏi vậy chứ cực nhọc lắm, trông đợi là coi như là ngày đêm luôn. Và chư Phật mười phương đang trông đợi chúng sanh thời kỳ hồng quân này, niệm Phật đi, rồi tôi độ cho, mà không niệm là độ không được nghe. Ở cái chỗ đó nó khó. Cho nên vì vậy mà cái niệm Phật mà tôi nghĩ rằng là tín đồ Phật giáo hảo hôm nay niệm Phật rất nhiều, sáng cúng, chiều cúng niệm Phật, và đi đứng nằm ngồi đều có niệm Phật. Đó, mà chúng ta đã là niệm Phật thì sớm muộn gì Đức Phật, Đức Thầy chúng ta tiếp độ hết. Ở đây tôi nhắc câu chuyện ông Tu Bạc Đà La, tiền thân ở trong cái câu chuyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông Tu Bạc Đà La này đó là 120 tuổi rồi. Và ông á, là một hôm ông mới giác ngộ, đi đến tịnh xá của Đức Phật để mà quy y thọ giới tu hành, để thoát đi cái cảnh khổ. Do vậy mà ông Tu Bạc Đà La này đó, đến mà nó thiếu cái phước một chút, tức là không gặp Phật ở tại tịnh xá, mà gặp ông A Nan và ông Mục Kiền Liên hay gì đó, hai ông đệ tử ở tại tỉnh xá để thay mặt đại diện cho Đức Phật, nếu ai đến quy y thì sẽ nhận đó. Nhưng mà ông này đến thì một là cái ý thứ nhất, tức là 120 tuổi già, nhận ông vô đây còn nuôi bệnh ông nữa khác, thí dụ vậy, ông mần cũng hết nổi luôn, ngồi niệm Phật cũng khó nữa, ý nó vậy. Cái thứ hai là hai ông mới nói thôi, nói vậy chứ nhà Phật là có từ bi hỷ xã, mà bây giờ để tôi xem lại coi ông có cái nhân duyên hay không. Nếu có nhân duyên thì chấp nhận cho ông là quy y thọ giới. Hai ông đệ tử mới định tâm chút xíu thôi là biết được 80 kiếp của ông này, cái ông Tu Bạc Đà La này. Khi định tâm đó là coi 80 kiếp về trước thì ông hoàn toàn không có biết niệm Phật, không có biết gieo duyên, không có làm phước, không có tới lui về vấn đề đạo pháp hết trơn ấy. Thành thử ra nó hồi không được rồi. Bây giờ ông là 80 kiếp tới nay đó là ông không có duyên với Phật Pháp, thôi đề nghị ông về. Lúc bây giờ ông nó buồn rầu hết sức rồi, ông mới tức quá, nói bây giờ không cho tôi quy y tu hành, nó nghe là tôi ra ở ngoài sông cái đó, tự giận chết à. Lúc bây giờ cứu ra đi. Khi mà ra đi đó là gần mấy sông cái rồi. Chuyện này Đức Phật đã có lục thông, Ngài đã biết được cái chuyện mà sắp xảy ra tai nạn, nên Đức Phật thể hiện trước mặt là ông Tu Bạc Đà La liền. Khi lúc bây giờ Đức Phật mới hỏi, này ông Tu Bạc Đà La, ông đi đâu vậy? Ông Tu Bạc Đà La mới nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, tôi đi vào tỉnh xá muốn để gặp Ngài đang quy y, nhưng mà gặp hai đệ tử của ông không cho tôi quy y tu hành, nên chuyến này tôi ra sông cái này nhảy sông tự vẫn chết. Cái chí cũng lớn nha, cái ta cũng có chí lớn. Cho nên Đức Phật nói thôi, giờ để tôi xem ông lại coi. Đức Phật nháy mắt cái là xem qua tiền kiếp ông là 80, 81, 82 vân vân, dài chút xíu. Được rồi, ông có duyên rồi, ông tu được rồi, ông quá mừng hen. Cái Đức Phật nói nè, có một kiếp đó ông làm một vị tiều phu đi đóng củi trong rừng, mà lúc bấy giờ đó con cọp nó rượt ông để nó bắt ông ăn thịt, nhưng mà ông hết hồn sợ quá, ông chạy nhảy lên cây, ông leo lên cái nó mô Phật, nhờ hai tiếng mô Phật đó mà gieo duyên, nên là ông hãy trở về tỉnh xá cho quy thọ giới tu hành. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo. Như vậy thì chỉ ông Tu Bạc Đà La chỉ có hai chữ mô Phật mà còn Phật độ. Mình hôm nay tín đồ mình thôi niệm đầy dãy rồi, niệm không có chỗ chứa đâu quý vị, thấy không? Như vậy thì mình hãy tin sâu nguyện thiết nhất định là mình sẽ có Phật độ, Phật tiếp độ. Mà hơn thế nữa, kỳ này là kỳ xả tổ, nay còn một lúc sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Và kỳ này là cái kỳ xả tội, mình á hồi xưa người ta tu 10 mà nay mình một tu thôi, mình cũng là về được Tây Phương đó. Cho nên vì vậy mà hôm nay mình hãy tin chắc rằng là tín đồ Phật giáo hảo mình sau này sẽ là đắc đạo vô thố tính đếm, mà theo lời thầy chỉ dạy người tín đồ mình đó. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, do vậy mà về vấn đề là niệm Phật mà đi tiêu tan chứng nghiệp, niệm Phật mà có duyên, niệm Phật mà được nhiều vô lượng phước, rồi niệm Phật mà cầu mong Đức Phật A Di Đà tiếp độ, niệm Phật mà để nhờ vô lượng ông Phật tiếp độ,
thì điều này quá sức là quý báu. Niệm một tiếng Phật nó quá sức quý là quý vị. Cho nên chúng ta hãy gắng cố gắng mà tranh thủ thời gian, đi đứng nằm ngồi làm chuyện gì cũng phải niệm Phật hết. Đi đứng nằm ngồi tưởng niệm cho quên, không đợi gì thời khắc. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, bây giờ nói về vấn đề niệm Phật mà tiêu tan chướng nghiệp, phải đưa ra cái câu chuyện, câu chuyện cụ thể để chúng ta biết được là niệm Phật nó có tiêu tan. Khi xưa quý vị nhớ truyện cổ Phật giáo kể là ông Tần Bà Sa La và bà Hoàng hậu Di Đà Hy sanh được một đứa con tên là A Xà Thế. Và nói mau đó, khi mà sanh con là nuôi cho lớn khôn rồi, khoảng 18, 19 tuổi rồi, thì ông sanh ra cái tật gọi là muốn để mà là để đạt cái ngôi vua của ông cha. Một bữa nọ ông kế hoạch nó tính toán rồi, thì bắt đầu ra lệnh với quần thần: và hôm nay ta là A Xà Thế, thay thế cho vua cha là thái tử, là lên làm vua. Và đồng thời tôi nhận thấy rằng là phụ vương của ta là có nhiều điều là bất chính, vì vậy mà đề nghị quần thần phải là bắt là phụ vương ta hãy nhốt vào khâm thôi. Kính thưa quý vị, lúc bấy giờ là ông cấm tuyệt đối là không cho người đem cơm, đem đồ ăn. Nói mau, khi đó thì là bà Di Đà Hy là vợ đó, là hoàng hậu đó, thấy rất đau lòng cho nên mới đem cơm lén rồi kia. Và đồng thời là lén nhiều cách lắm, kế hoạch để mà đem cho là cho phụ vương ăn. Và lúc bấy giờ mỗi một lần mà sau cùng mà bà là Di Đà Hy đó đến thăm đó, thì bà ngã lăn ra bà xỉu. Là tại sao? Vì ông chồng mình ở trong khám là quá ốm tiều tụy, còn da bọc xương đó. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, khi đem cơm một lần nữa thì gặp A Xà Thế bắt được. A Xà Thế rút kiếm ra là nói rằng là hoàng hậu là mẫu hậu đó là khi quân, tôi đã cấm không cho đem cơm, đem đồ ăn, như vậy thì bắt chém đầu. Vừa rượt thì lại có một vị quần thần càng dáng không có chém đầu, nhưng mà cuối cùng ra lệnh là nhốt luôn vào là cái ngục lạnh, là cái ngục này lạnh lẽo lắm đó. Lúc bây giờ bà hoàng hậu Di Đà Hy là bà vô đó rồi, bà mới rầu quá rồi, người ta làm vua là má là hoàng hậu người ta sung sướng lắm, mà sao vợ chồng mình vừa làm nó khổ sở quá. Phật ơi, là Phật độ cho con coi, và nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gia hộ cho tôi coi, tại sao tôi khổ dữ vậy. Lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghe được cái tiếng than của bà hoàng hậu Di Đà Hy, ngài mới thị hiện đến ở tại cái ngục lãnh này. Và Đức Phật mới nói rằng là sở dĩ hai ông bà mà là sanh ra cái chỗ là ở trong tù này đó, là bởi vì là trước đây mấy mươi năm ông với bà là lớn tuổi không có con, nên vì vậy mà muốn đi tìm con, mà lên trên cách đây là trên 3 dặm là gặp có ông tiên à, vì nằm chiêm bao thấy rằng là ông tiên này sẽ là làm con để mà làm con để là sau này làm thái tử. Nhưng khi lên đó rồi thì ông vua ổng mới kể lại lai lịch là tương lai ông sẽ là làm thái tử, con của tôi là thay mặt làm là ngô vua. Lúc bây giờ thì Đức Phật mới nói thêm nữa là vì lúc đó ông đã quyết định nói rằng là ông tiên này ông ở nước tôi, là ở trong núi của tôi, là quyền của tôi, tất cả đều do tôi, cho nên tôi quyết định ông sẽ bỏ xác để thôi, là biết đâu nay mai rồi là hoàng hậu đã lớn tuổi lấy gì mà sanh đẻ được, cho nên quyết định. Cái ông tiên này ông mới nói rằng là thôi để tôi là định tâm chút xíu coi tôi còn bao lâu nữa chết. Thì ông định tâm chút xíu là coi chỉ còn là 3 năm nữa, báo tin cho bệ hạ. Dạ thưa bệ hạ, tôi còn 3 năm, bệ hạ sẽ chờ. Ông vua quyết định không được, phải giải quyết liền, bây giờ mà hoàng hậu đã già rồi, không khó mà sanh đẻ lắm. Cho nên buộc thì cái là ông tiên này vừa giận mà vừa sắp chấp nhận là bỏ xác. Trước khi bỏ xác ông nói rằng là tôi bỏ xác này tôi sẽ đạt ngôi vua ông và tôi sẽ hận ông suốt đời. Cho nên vì cái chỗ mà hận đó, vì cái chỗ nhân quả đó mà ông phải bị ở trong cái ngục tối. Mà bà là người ăn theo, bà phải ở trong cái ngục lạnh.
Vậy thì bây giờ bà muốn tiêu cái nghiệp của bà thì bà hãy cố gắng mà hành trì pháp môn tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật thì nghiệp bà mới tiêu. Đó, lúc bây giờ bắt đầu là Đức Phật cùng ở đại chúng đi về rồi thì bà thực hành pháp môn tịnh độ nhất tâm không mấy ngày, không lâu. Ê, lúc bây giờ là lúc bây giờ nghiệp của là bà đã hết. Tự nhiên A Xà Thế là con mới nhớ lại, tràng ơi, mình gì mà tội đại bất hiếu, tội lớn quá, gì tánh nóng, tánh sân hận, nên mình nhốt mẹ mình vào ngục lãnh, tội nghiệp quá. Thôi bây giờ bắt đầu lại mở cửa ra, quỳ xuống là bà mẹ đang ngồi tịnh niệm. Quỳ xuống là mẹ ơi, mẹ tha thứ cho con vì con đã giết, bị cái tội bất hiếu với mẹ, mẹ tha thứ cho con và mẹ hãy trở về sống với con. Lúc bây giờ bà mẹ vừa buồn vừa tủi vừa mừng mà rờ hai cái tay lên đầu của ông A Xà Thế thì cái tay, hai cái tay của bà mẹ lạnh ngắt như đồng, là vì ở trong ngục lãnh. Cho nên lúc bây giờ dẫn mẹ về, gia đình lúc bây giờ mẹ con hạnh phúc rồi. Nói mau là cái ông A Xà Thế này thì ổng mới là lúc bây giờ ổng mới sanh có hoàng hậu tiếp theo, sanh ra một người con. Nó tắt cho nó mau, sanh ra một người con. Ổng mới nói với mẹ này, mẹ ơi sao cái gì ngộ quá, hồi trước giờ con không từng thương người nào hết, mà hôm nay sao cái con của con thương vô chừng, thương quá sức chưa thương rồi, tại sao vậy mẹ? Cái ổng nhớ lại nói, mà như vậy thì hồi trước là phụ vương của con đó có thương con vậy không, mà tại sao con thương con của con như dữ vậy? Cái bà mẹ nói, thầy con muốn biết thì mẹ hãy nói cho con nghe, con hãy nghe. Lúc mà mẹ sanh ra còn nhỏ bọng đó thì con đau ngay cái tay ngón tay út nè, và nó nổi một nhọt đau là nhức, khóc la sáng đêm tối ngày. Do đó mà phụ vương của con là bị diệt triều chính, nhưng mà cũng vẫn là vô dỗ con và bồng lên lấy ngón tay đưa vô họng thì là con đã nín, mà cái gút ra là con đã khóc. Do vậy mà cuối cùng mà phụ vương của con đến mà cái mục nhọt mà nó dập nó ra mũ ra máu rồi, không dám rút ra mà luôn phải nuốt hết vừa máu vừa mũ. Lúc bây giờ là A Xà Thế nói, phụ vương ta đâu rồi, trời ơi, phụ vương ta thương dữ vậy sao, thương con dữ vậy hả, chắc có lẽ giống như con, như mình thương con mình vậy. Cho nên ông mới nhớ lại giác ngộ thì đã muộn rồi. Này cái là các quần thần đâu, các ngươi hãy là đi vào ngục của phụ vương ta, mở ra liền. Khi mà gỡ cửa ra thì ông đã hóa ra người thiên cổ chết rồi. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, để kết luận câu chuyện để cho chúng ta thấy, có nghĩa là ở đây tôi muốn nói là nó có hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là bà Di Đà nhờ niệm Phật nhất tâm mà nghiệp đã tiêu tan, cho nên được sống hạnh phúc gia đình. Vậy thì hôm nay tất cả tín đồ Phật giáo hảo chúng ta, nếu ai là người có con là nó ngoan ngạnh, không nghe lời, nó là uống rượu cờ bạc ác phiện, chơi bời theo đàn điếm, thì cũng đừng giận nó và đừng chửi nó, mà hãy ráng cố gắng niệm Phật hành đạo tu hành đi, rồi từ từ cái nó thương lại mình giống như bà Di Đà. Cái thứ hai là vấn đề là hiếu thảo. Nếu ai là người biết được cha mẹ mình sanh con khổ sở cực nhọc thì mình thương con mình, thì cha mẹ thương mình giống y trăng như vậy. Nên vì vậy mà chúng ta cần phải báo hiếu cha mẹ để đền ơn tổ tiên cha mẹ. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, như vậy thì vừa qua tôi đã trình bày qua cái câu thứ 3 và ý 2. Bây giờ tôi tiếp tục câu thứ 4. Câu thứ 4, vậy thì thuyền từ thầy rước lại non bầm. Thuyền từ là gì? Thuyền từ đọc cho đủ là thuyền từ bi, thuyền bát nhã, thuyền ma ha, thuyền đại đạo. Ý nói là thuyền từ là chỉ cho giáo pháp hiền lành của Đức Phật và Đức Thầy. À, vậy thì cái giáo pháp này có thể đưa ông Phan Châu Bá cùng tất cả tín đồ, nếu trùng ý và trùng trình độ thì sẽ đưa về non bồng. Đó, thuyền từ Đức Thầy giải, thuyền bát nhã ta cầm ta lái quyết đưa người khỏi bến sông mê. À, thuyền bát nhã chí tâm trực thẳng thả ra khơi cứu dẫn khách trần. Cho nên vì cái thuyền bát nhã Đức Thầy là chỉ nó giáo pháp đó, nói cho dễ hiểu. Vậy thì non bồng là gì? Non bồng là cảnh tiên. Vì tương truyền cho biết rằng là cái cảnh tiên này là ở tại cái biển Bọc Hải, là cái biển này các vị tiên đã xây các nhà lầu rất là xinh đẹp.
cái người ở cái cảnh giới thiệt cõi thiên này cũng rất là nghẹp, đẹp ngộ. Cho nên chim thấy thì phải xa, cá thấy thì phải lị. Người ta thường gọi là trầm ngư lạc nhạn. Như vậy thì bây giờ ở cái cảnh thiên này cũng không phải là dễ. Mà có nhiều người nói rằng là tại sao tôi cúng lại sáng chiều tôi niệm Phật mà về cảnh tiên là người ta không chịu, phải không? Rồi hoặc là về hội Long Quang người ta không chịu. Ta nói mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giá thân nơi khỏi đạo xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến Long Quang. Mà niệm Phật cầu giáng sanh ta mới chịu, phải không? Vậy thì ở đây chúng ta nên nhớ đi. Bởi vì ở trong thời gian mà chúng ta đang ở trong cái ta bà này, như vậy thì muốn về ở cái cảnh giới Tây Phương thì từ ở cái thứ nhất là cái non bồng hay là cánh tiên, thứ hai là hội Long Hoa, thứ ba là Tây Phương. Mà hai cái cảnh giới gọi là cảnh tiên và cái cảnh hội Long Hoa nó còn nằm ở trong sanh tử luân hồi. Mà nếu nói về vấn đề cái cảnh Tây Phương, tức là người này sẽ là hoàn toàn không bị luân hồi sanh tử và được giải thoát. Cho nên vì vậy tôi ví dụ như từ đây ra thành phố hoặc ra Hà Nội thì chúng ta đi đó, ít nhất chúng ta cũng cần phải có cái trạm dừng chân, phải không? Vậy bây giờ cái trình độ chúng ta đi nó mệt mỏi quá thì phải dừng chân nghỉ đi. Xe chạy nó nóng máy rồi cũng phải dừng chân nghỉ đi, phải không? Vậy thì đây ra ngoài Hà Nội hoặc là thành phố thì có phải 3 trạm dừng chân. Vậy thì ở đây mà qua Tây Phương thì cũng phải có 3 cái trạm dừng chân. Bây giờ chúng ta đã tu phước thì phước nhiều tiên cảnh lên rài. Mà ai nhiều phước đức thì được vào cõi tiên. Về cõi tiên không phải dễ đâu. Về cõi tiên phải là có nhiều phước đức, hoặc là có niệm Phật nhiều mới về cõi tiên được. Làm phước nhiều mới về cõi tiên được đó. Rồi bây giờ thứ hai là chúng ta là về ở hội Long Hoa. Bây giờ về hội Long Hoa thì nghe Đức Phật Di Lặc hay Đức Thầy chúng ta thuyết qua 3 tràng pháp. Tràng pháp thứ nhất thì số người là nghe qua rồi tràng pháp thứ nhất là được đắc đạo vô số tính đếm. Nếu còn lại thì qua tràng pháp thứ hai là tiếp tục nghe nữa. Nghe nữa rồi thì cũng đắc đạo vô số tính đếm. Và nếu còn động lại thì qua tràng pháp thứ ba. Là cái tràng pháp thứ ba này thì cũng là sẽ là nghe rồi thì cũng là đắc đạo vô số tính đếm 3 lần. Và sau khi cuối cùng còn tồn động lại làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, không mất chỗ nào hết. Như vậy thì bây giờ hôm nay ở cảnh tiên non bồng cũng có thầy, ở Long Hoa cũng có thầy, ở Tây Phương Cực Lạc cũng có thầy. Vậy thì chúng ta đừng có nghĩ rằng cao thấp. Mà bây giờ mình làm biến, mình giải đãi, mình niệm Phật ít, mình làm phước ít, mình tu cúng lại ít, làm phước ít, mà đòi hưởng cao thì không được. Học để học có phá đạo đó, mà học dở mà đòi thủ khoa không được, phải không? Thành thử ra bây giờ chúng ta dở thì hưởng dở. Mà trong 3 cái ngôi vị này Đức Thầy cũng có mặt hết. Bồng Lai Điên Dại có ngôi, cũng có thầy. Tây Phương Cực Lạc cùng ngồi Tà Sen thì cũng có thầy. Là cái thứ ba nữa là Muôn Thu Thiên Định Khắc Kỳ Hạ Quân Sắc Lệnh Khai Kỳ Long Hoa cũng có thầy. Ngài đã thuyết pháp, Ngài khai mở hội Long Hoa. Cho nên vì vậy mà chỗ nào cũng có thầy. Nghĩa yêu cầu gặp thầy được là quý. Sợ con cái như ông chàng vô não mà không gặp thầy là một điều rất tiếc, thấy không? Nhưng mà cũng có nhân duyên gì mộng làm Phật cũng như mình mộng giải thoát thì tương lai cũng sẽ thành tựu viên mãn. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, bây giờ để kết luận đề tài này, đành rằng nợ thế trả chưa xong mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy rước lại non bồng. Đại ý 4 câu giảng này Đức Thầy trả lời cho ông Phan Châu Bá nói riêng, nói chung là đại diện thay mặt cho tất cả tín đồ chúng ta. Nghĩa là ai là người mà muốn giải quyết được vấn đề là nợ thế nhân đạo, là ăn nợ và nghiệp nợ, thì phải sáng chiều cúng lại, là ý thứ nhất. Cúng lại rồi mình mới giải quyết thực hiện theo lời hứa hẹn, là cái bài quy y là mình sẽ là giải quyết được là nghiệp nợ. Rồi cái bài ngũ nguyện là giải quyết được ăn nợ. Nhưng còn tồn động lại thì chúng ta qua câu thứ ba, ý thứ hai là niệm Phật đó sẽ tiêu tan chướng nghiệp. Niệm Phật là được sẽ hưởng phước vô lượng và chúng ta cũng sẽ thành tựu viên mãn trong ý Đức Thầy đã trao đổi cho ông Phan Châu Bá cùng tất cả tín đồ. Và đành rằng thuyền từ là giáo lý của Đức Phật và Đức Thầy, không riêng về đưa cho chúng sanh về ở cõi tiên mà cũng phải đưa về hội Long Hoa, hoặc là đưa về cõi Phật, hoặc là chứng quả thành Phật tại thế.
Nhưng mà tại vì điều kiện tình độ căn cơ mình không đủ, cho nên chúng ta tạm dừng chân ở chỗ nào đó, rồi tiếp tục có chí hướng thì tiếp tục tu nữa. Kính thưa quý vị, đến đây xin tạm dứt lời. Và trước khi dứt lời rời khỏi biển đàn, xin thành tâm cầu nguyện nhờ ơn trên Đức Phật, mười phương hoa linh của Tổ Thầy từ bi gia hộ cho toàn thể tín đồ Phật giáo hảo nói riêng, nói chung là tất cả chúng sanh. Ai là người trì hành pháp môn niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì nhờ vô lượng ông Phật và Đức Phật A Di Đà ít nhiều gì cũng tiếp độ cho tất cả những người niệm Phật để giảng sanh đồng chung ngưỡng với các ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vừa qua giáo lý viên chuyển tải qua bốn câu mà Đức Thầy đáp quả với ông Phan Châu Bá. Chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức xin có đôi lời đáp từ của buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương, kính thưa quý vị quan khách và quý vị đồng đạo kính mến, hơn một giờ của buổi thuyết giảng giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ, chúng ta đã được nghe giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý Trung ương thuyết giảng, giúp cho chúng ta hiểu rõ về giáo lý cao siêu, không xa rời với thực tế mà Đức Thầy đã dạy, mang đến cái phước lợi cho mình, cho nhân loại chúng sanh. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn giáo lý viên đã cống hiến một buổi pháp thoại vô cùng bổ ích. Ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách và các đặc ban như âm thanh, ánh sáng, trật tự, khánh tiết, tiếp tân, trù phòng, tiếp đãi. Quý vị đồng đạo đã hết lòng vì đạo pháp, đồng đạo đóng góp công sức với hình thành cho buổi lễ thuyết giảng được thành công trọn vẹn như hôm nay. Chúng tôi xin cầu chúc cho quý vị quan khách dồi dào sức khỏe, cầu chúc quý vị đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả viên thành. Đến đây chúng tôi tuyên bố bế mạc buổi thuyết giảng giáo lý. Xin chân thành cảm ơn và kính chào. Nam Mô A Di Đà Phật. Và buổi thuyết giảng đến đây xin tạm dừng. Kính mời toàn cả quý vị quan khách đồng đạo đứng lên để chúng ta làm lễ nghi thức bế mạc buổi thuyết giảng giáo lý. Mời quý vị hướng về vị trí nghiêm, kính lễ Đức Phật. Kính thôi. Kính lễ Đức Thầy. Kính. Dạ xong. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam